Kính chào quý khán giả và quý bà con, Thiên Phước và Kim Quý rất vui khi được đồng hành cùng quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Hôm nay ngày 14 tháng 5, chương trình sẽ tiếp tục đem đến cho quý bà con những thông tin hữu ích và thiết thực liên quan đến tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng chú ý của quý bà con nông dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Giá sầu riêng Lâm Đồng vẫn tăng cao do lượng trái chín mới chỉ đạt khoảng 10%. Nờ Thuân Hạ liên kết sản xuất rau sạch mang lại những giá trị kinh tế cao. Con số hôm nay, sản lượng hồ tiêu Việt Nam dự kiến thu hoạch trong năm 2019 là 250.000 tấn. Chuyện nhà nông, chuyện lão nông tâm huyết với nghề ươm tơ. Thưa quý vị và bà con, chương trình sẽ được bắt đầu với những thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Quý bà con thân mến, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt gần 463 triệu đô la Mỹ, ước tăng 26,84% so với tháng 3 năm 2019 và ước tăng 33,15% so với cùng kỳ năm 2018. Trong quý 1 năm 2019, xuất khẩu rau quả bị tăng trưởng âm. Tuy nhiên, nhờ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong tháng 4 nên 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả đã tăng trưởng dương và mở ra triển vọng tăng trưởng tốt trong những tháng tới. Trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả ước đạt 1,409 tỷ đô la Mỹ, ước tăng 7,03% so với cùng kỳ năm 2018. Cũng trong 4 tháng đầu năm nay, giá trị nhập khẩu rau quả của nước ta ước đạt gần 650 triệu đô la Mỹ. Tính ra, trong 4 tháng qua, ước xuất siêu rau quả là 760,316 triệu đô la Mỹ. Theo một số doanh nghiệp ngành rau quả, sau thời gian dài gặp khó khăn về xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc do phải thực hiện những quy định mới của nước này về truy xuất nguồn gốc, đến thời điểm hiện tại, nhìn chung xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc đã bắt đầu ổn định trở lại. Cũng là câu chuyện về cây ăn trái, thưa quý bà con, trong khi sầu riêng ở miền Tây và khu vực Đồng Nai giảm giá, thì tại huyện Đạ Oai, thủ phủ cây sầu riêng của tỉnh Lâm Đồng, người trồng sầu riêng đang rất phấn khởi vì giá đầu mùa tăng cao hơn so với năm ngoái do lượng trái chín mới chỉ đạt khoảng 10%. Cụ thể, sầu riêng các giống ghép Thái Lan như Dona hiện có giá 60.000 đồng một ký, sầu riêng hạt các loại từ 20.000 đến 25.000 đồng một ký. Từ đầu tháng 5, sầu riêng Lâm Đồng mới bước vào thu hoạch chính vụ, nhưng sản lượng năm nay được dự báo tăng đáng kể so với năm trước. Các nhà vườn cho biết, tỉnh Lâm Đồng đang xây dựng vùng trồng sầu riêng chất lượng cao theo hướng Việt Gáp, nên giá bán sầu riêng ở đây cao hơn ở một số vùng khác. Trong lĩnh vực sản xuất rau sạch, quý bà con thân mến, nhiều nông hộ ở xã N Thôn Hạ, Đức Trọng đã cùng nhau thỏa thuận phân công sản xuất các loại rau theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, bước đầu mang lại những giá trị kinh tế gia tăng đáng kể. Theo đó, hợp tác xã sản xuất rau an toàn Hội Toàn hiện có 15 thành viên sản xuất trên 17 hecta diện tích rau Việt Gáp ở xã N Thôn Hạ, huyện Đức Trọng. Hình thức tổ chức triển khai sản xuất theo mô hình luân canh theo thời vụ. Hàng năm sau khi khai thác, thiết lập hợp đồng đầu ra, hợp tác xã Hội Toàn tổ chức cuộc họp toàn thể nông hộ liên kết để bàn bạc thông qua kế hoạch sản xuất phù hợp. Cụ thể, tập thể nông hộ liên kết cùng thống nhất phân công nhau sản xuất theo từng thời vụ tương ứng với từng lứa rau, đảm bảo sản lượng mặt hàng theo hợp đồng. Hàng ngày nông hộ bắt buộc phải ghi nhật ký về lưu lượng tưới nước, bón phân, làm sạch cỏ vân vân. Hàng tuần chịu sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ bởi nhân viên kỹ thuật của hợp tác xã và của đối tác tiêu thụ bám sát trên đồng rau. Toàn bộ sản lượng rau thu hoạch được tập trung, phân loại và vận chuyển đến nơi tiêu thụ trong ngày. Thưa quý bà con, được biết mỗi ngày sản lượng rau tiêu thụ từ 500kg đến 1.000kg, thu nhập trung bình trên mỗi hecta sản xuất đạt lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng. Xin được chuyển đến với một thông tin về thị trường rất đáng lưu tâm. Quý bà con thân mến, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang vào thời kỳ nắng nóng, nhu cầu ép mía, làm nước giải khát tăng mạnh, khiến giá mía chục được thu mua nhiều, giá bán tăng mạnh. Hiện tại Hậu Giang, mía có chiều cao từ 1m6 trở lên, cây thẳng, mía được bó thành chục gồm 12 cây, có giá từ 1.500 đến 1.700 đồng một ký. Tùy theo chất lượng mía, tăng hơn 200 đồng một ký so với cùng kỳ năm trước. Theo người trồng mía, sau khi thu mua, mía chục sẽ được thương lái chuyển về các tỉnh thành khác để bán cho các cơ sở ép mía giải khát. Do hiện nay thời tiết oi bức, nhu cầu giải khát cao nên mía chục rất có giá. Bên cạnh giá bán cao thì năng suất mía năm nay cũng ở mức cao, từ 10 đến 12 tấn mỗi công. Sau khi trừ hết chi phí, nông dân bán mía chục thu nhập hơn 12 triệu đồng mỗi công. Theo ngành nông nghiệp địa phương cho biết, do vài năm trở lại đây, các nhà máy đường thường thu mua mía với giá thấp, nên ở những khu vực phù hợp, nông dân đã chủ động chuyển sang trồng mía bán theo hình thức mía chục để làm nước giải khát. Bởi ngoài giá bán cao thì mía chục không tốn chi phí đào học, mía giống vì trồng lưu gốc và thương lái tự vào thu hoạch, nên nông dân thu hoạch lợi nhuận đạt cao gấp 3 đến 4 lần so với việc bán mía cho nhà máy.
Thưa quý bà con, xin được chuyển đến một câu chuyện sản xuất đáng chú ý khác. Quý bà con thân mến, trong thời gian vừa qua, giá cả bấp bênh cộng thêm một số khó khăn trong đầu tư làm cho không ít người dân trong tỉnh Cà Mau không còn thiết tha với cây chuối. Tuy nhiên, ở một số nơi thì chuối vẫn là loại cây được chính quyền địa phương và bà con ưu tiên lựa chọn, bởi đây vẫn là loại cây phù hợp với những vùng đất nhiễm phèn cao. Gia đình ông Huỳnh Văn Tiếp và nhiều hộ dân khác ở ấp 5, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời được phòng nông nghiệp huyện đầu tư phân thuốc giống chuối cấy mô để chuyển đổi cây trồng trên vùng đất phèn. Hơn một năm qua, vườn chuối của ông cứ 10 ngày cho thu hoạch 1 đến 2 tấn chuối, giá chuối thấp nhưng nhờ năng suất cao nên ông Tiếp cũng như nhiều hộ khác vẫn có thu nhập khá. Kết hợp thêm với chăn nuôi, đời sống của nhiều hộ đã cải thiện hơn. Đất bị nhiễm phèn ở ấp 4, ấp 5, diện tích nó cũng khá lớn. Nên ủy ban xã là đang tuyên truyền vận động bà con quan tâm chuyển đổi cây trồng cho nó phù hợp trên những vùng đất này, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thì trong đó là có cây chuối. Thì đã qua thì trồng trên đất phèn á, thì nó đã phát huy được cái hiệu quả. Đặc biệt là năng suất của nó thì khá cao. So với những cái vùng đất khác thì nó cũng là năng suất cũng tương đối bằng. Không thể trồng cây lúa bởi quá khó trên vùng đất phèn cao, giờ đây ông Tiếp đã quyết chọn cây chuối làm điểm tựa, tăng cường dọn cỏ, tỉa cây, áp dụng kỹ thuật mới nhằm duy trì sức bền cho bờ chuối là cách mà ông đối diện với thời điểm giá chuối không được cao như bây giờ. Trước đây thì cái đất này thì dùng đất nó phèn quá, làm chuối, làm lúa thì nó không có thu nhập nhiều, cho nên mới là chuyển qua là trồng chuối, thì thấy cây chuối này nó cũng ổn định cuộc sống cũng được, thu nhập cũng hàng ngày. Hàng tháng thì cũng có tiền ra, nó được hơn là lúa. Làm nông nghiệp không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khi giá cả bấp bênh, người nông dân vẫn kiên trì bám cây bám đất. Đất tuy trắng phèn nhưng quả vẫn ngọt. Gần đây giá chuối đã và đang có xu hướng tăng lên, chính là nguồn động viên để người trồng tiếp tục duy trì sản xuất, vươn lên cải thiện cuộc sống. Con số hôm nay, sản lượng hồ tiêu Việt Nam dự kiến thu hoạch trong năm 2019 là 250.000 tấn. Chuyện nhà nông, chuyện lão nông tâm huyết với nghề ươm tơ. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động. Và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con cùng đến với chuyên mục con số hôm nay. 250.000 tấn là sản lượng hồ tiêu Việt Nam dự kiến thu hoạch trong năm 2019. Theo ước tính của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xu hướng giá giảm trên toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục trong năm nay vì sản lượng tăng ước từ 8 đến 10% trong khi nhu cầu thế giới chỉ tăng 2%. Theo thống kê, tổng sản lượng hồ tiêu thế giới năm 2018 khoảng 560.000 tấn, tăng 8,3% so với năm 2017. Sản lượng của Việt Nam tiếp tục dẫn đầu với 230.000 tấn, chiếm 42% sản lượng toàn cầu. Brazil đứng thứ hai chỉ với 70.500 tấn, chiếm 13% và Indonesia đứng thứ ba với 12% sản lượng tiêu toàn cầu. Dù dẫn đầu thế giới về sản lượng, tuy nhiên điều đáng quan tâm chính là chất lượng hồ tiêu Việt Nam, là sản phẩm này giá thấp và ít vào được các thị trường cao cấp. Trước thực trạng trên, thì Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam định hướng thúc đẩy xây dựng liên kết giữa doanh nghiệp và người trồng hồ tiêu, tổ chức sản xuất an toàn, bền vững, ổn định diện tích vào năm 2020 là 100.000 hecta, đảm bảo cung cấp đủ hồ tiêu nguyên liệu cho chế biến. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và bà con thân mến, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đang là xu thế tất yếu trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp chịu nhiều tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Tại ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, anh Võ Hoàng Nam đã mạnh dạn đầu tư hơn 200 triệu đồng xây dựng mô hình trồng dưa lưới, sun Mỹ nhờ công nghệ từ nền nông nghiệp tiên tiến Israel. Sun Mỹ thuộc họ dâu tầm, được trồng nhiều nơi trên thế giới, nhất là ở bang California, Hoa Kỳ. Trái sun có giá trị dinh dưỡng cao, nên tại Mỹ, sản phẩm này là một trong những trái cây cao cấp, giá đắt đỏ, nhưng vẫn có rất nhiều người mua. Hiện nay ở vùng đồng bằng sông Cửu Long không có nhiều địa phương cá nhân trồng loại cây này. Tại ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, anh Võ Hoàng Nam là người tiên phong đem giống sun Mỹ trồng thực nghiệm trên diện tích 1.000 m2 đất, áp dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn Israel. Cái quy trình chuẩn để mình trồng thì nó không có. Mình chủ yếu tích góp từ học hỏi thêm từ những người đi trước, những cái fanpage cây trồng để mình được hướng dẫn. Hiện tại giờ cây sun Mỹ chủ yếu là để bằng tưới bằng nước lã với sử dụng phân hữu cơ chứ chưa có áp dụng cái phân hóa học nhiều.
đối với cây sung Mỹ mà sử dụng hàng hóa học nhiều quá thì nó sẽ không có cho trái đạt chất lượng. Để trồng cây sung Mỹ trên đất Tân Châu, anh Nam xây dựng nhà màng có diện tích 1.000 m2, sử dụng bạt lưới nhập khẩu từ Israel, sử dụng hệ thống khung sắt hoa sen cho nhà màng thêm kiên cố. Anh Nam cho biết, vì cây sung Mỹ có thời gian từ lúc trồng đến khi thu hoạch là 6 tháng, và đây là vụ trồng đầu tiên, nên anh chỉ trồng sung Mỹ ở diện tích 300 m2. Còn lại 700 m2 diện tích nhà màng, anh Nam trồng dưa lưới, lấy ngắn nuôi dài. Trồng song song hai loại giống cây mới, anh Võ Hoàng Nam sử dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt có hẹn giờ được nhập khẩu từ Israel. Hệ thống tưới nước nhỏ giọt có hẹn giờ cho phép nước nhỏ giọt từ từ vào đất thông qua một mạng lưới gồm các thiết bị chuyên dụng được các kỹ sư Israel sáng chế. Được biết, dưa lưới hiện tại đã đạt 40 ngày tuổi, cây sung Mỹ cũng đã bắt đầu cho trái non, hứa hẹn sẽ mang đến kết quả thuận lợi cho anh Võ Hoàng Nam. Sự phát triển thuận lợi của vườn cây này không chỉ chứng minh cho sự đúng đắn trong việc đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, mà hơn hết còn cho thấy tâm huyết của những thanh niên với ngành sản xuất nông nghiệp. Vâng, trong bất cứ ngành nghề nào, tình yêu với nghề luôn là điều kiện tiền đề để giúp cho mỗi người thành công. Và câu chuyện tiếp theo của chuyên mục Chuyện Nhà Nông hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến cho quý vị một tấm gương tâm huyết với nghề ươm tơ, nghề truyền thống của vùng đất Di Linh, Lâm Đồng. Những ngày mới vào định cư ở vùng đất mới Đinh Lạc, Di Linh, ông Lê Sáu huy động mọi nguồn vốn mang theo để mua vừa đủ 5.000 m2 diện tích đất canh tác cây cà phê, kết hợp với trồng sen một phần diện tích cây dâu tằm. Mốc thời gian khởi nghiệp đáng nhớ vào năm 1995, ông Sáu quyết định đầu tư một dàn máy cơ khí bán tự động để gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ cán tằm của gia đình mình và một vài hộ gia đình khác ở huyện Di Linh. Đó là dây chuyền thiết bị cơ khí bán tự động ra đời khá sớm trên đất Di Linh với 20 mối xe tơ đạt công suất 60 kg tơ thành phẩm mỗi ngày. Nắm bắt tận dụng cơ hội hợp tác xuất khẩu, năm 2014, ông Lê Sáu với sự hỗ trợ kỹ thuật của đối tác đã xây dựng một xưởng ươm tơ mới với dây chuyền máy móc tự động, thay thế hoàn toàn dây chuyền bán tự động cũ tại xã Đinh Lạc, Di Linh, đạt tổng công suất bình quân 1,2 tấn tơ thành phẩm mỗi tháng. Mỗi năm, xưởng ươm tơ Lê Sáu lại đổi mới trang thiết bị máy móc để nâng cao chất lượng tơ theo nhu cầu của thị trường. Nhiệm vụ tiết kiệm nước trong sản xuất và giảm chi phí xử lý nước thải nhờ hệ thống tuần hoàn tái sử dụng nước luôn được doanh nghiệp này thực hiện song hành cùng mục tiêu gìn giữ nghề ươm tơ truyền thống. Thì cái tiết kiệm nhiên liệu là nhờ cái máy móc công nghệ và tự động, cho nên là rất tiết kiệm được cái sản lượng để cho hợp tốt, để cho nó trộn vặn về cái giá thành để ổn định được cái đầu ra cho nó chất lượng tốt, là nhờ cái công di chuyển tự động. Cho nên là chỗ công ty á, thực hiện cái đó và cũng tận dụng cái nguồn nước thải, thì nước nó tuần hoàn lại là nó cho cái hiệu quả là tiết kiệm nước, và sau nữa là nó làm cho cái nước cho nó sạch và tơ được trắng, cho nên là nó được ra cái hiệu quả và cái khách hàng nước ngoài nó chuộng về cái tơ cho nó trắng và nó chuẩn. Nghề tầm tang dần hồi sinh cũng là lúc cơ sở doanh nghiệp ươm tơ dệt lụa đối diện với nhiều thách thức mới để phát triển bền vững, không đi vào với xe đổ của những năm về trước. Bên cạnh thách thức hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, mỗi định hướng phát triển còn phải gắn với việc bảo vệ, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trong đó, vai trò tự nhận thức của mỗi người lao động là vô cùng cần thiết. Bữa nào tiết kiệm được thì mình tiết kiệm, tùy cơ ứng biến. Ví dụ như là kén, rồi ví dụ là bên nước rồi đó. Mình thấy sạch thì mình bớt xả lại, mình để lại cho nó đỡ bớt cái nước thải ra. Do phát triển kinh tế, dân số tăng nhanh kéo theo một lượng lớn tài nguyên thiên nhiên được khai thác và chất thải từ sản xuất tiêu dùng ngày càng tăng. Thời gian tới, các cơ sở ươm tơ nói riêng và doanh nghiệp địa phương nói chung cần tiếp tục kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo vệ và cải thiện môi trường theo hướng phát triển bền vững, cùng sự đồng hành hỗ trợ từ ngành công thương. Cái sản phẩm công nghiệp sẽ phải tuân thủ các cái quy định về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm, đến vấn đề là tiết kiệm trong cái quá trình mà sử dụng cái nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thì nó sẽ thể hiện ở ba mặt sau. Thứ nhất là về vấn đề môi trường, thì làm sao để mà có thể tái sử dụng những cái phế phẩm và ít ảnh hưởng đến môi trường nhất. Đối với xã hội thì sẽ tăng cường tuyên truyền đối với người dân, doanh nghiệp, đồng thời là đưa những cái thông tin đó vào trong các cái lớp tập huấn hướng dẫn để mà công tác bảo vệ môi trường được tăng cường hơn. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ lồng ghép các cái chương trình mà về phía Sở Công Thương đang triển khai để mà từ đó giúp các doanh nghiệp đổi mới về trang thiết bị, máy móc để mà tăng cường cái việc là hỗ trợ hơn nữa cho cái công tác là sản xuất sạch hơn, vấn đề bảo vệ môi trường, ví dụ như là chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chương trình khuyến công.
Bằng những hành động thiết thực, việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp địa phương như công ty trách nhiệm hữu hạn Ươm Tơ Lê 6 đã và đang mang đến những tín hiệu lạc quan cho mục tiêu tăng trưởng xanh của tỉnh Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, nội dung vừa rồi của chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.